mặc cảm, tự ti, thấy mình có lỗi hay là kém cỏi hơn người khác là cảm giác mà chắc chắn trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua. Bạn càng kỳ vọng vào một điều gì đó hay là mong chờ điều gì đó đến thì bạn sẽ càng dễ sụp đổ khi những thứ đó không diễn ra theo như mong đợi của mình. Vậy làm như thế nào để có thể lấy lại được sự tự tin và nắm chắc vận mệnh của mình trong tay? Hãy cùng xem trong video này của Trang để cùng biết cách mà Trang đã vượt qua cảm giác đó cho chính bản thân mình. Và chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với vlog của Trang. Việc đầu tiên mà các bạn nên làm đó chính là ngắt kết nối với mạng xã hội, nơi vốn được cho là lắm thị phi và dễ khiến cho người ta nảy sinh lòng đố kỵ. Khi mà các bạn đang cảm thấy mặc cảm hay khó chịu về bản thân mình thì các bạn sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Điều đó có nghĩa là nếu như bình thường thì chẳng sao đâu, nhưng bỗng dưng một ngày bạn thấy mình không được vui cho lắm thì mở những trang Instagram hay là Facebook và thấy một cái post của bạn bè mình thì mình cũng dễ soi xét nó và so sánh bản thân mình với người bạn của mình nhiều hơn. Giả sử như là thấy một người bạn post một cái câu gì đấy hay hay thì các bạn dễ nghĩ rằng ồ, tại sao cái con bé này nó thông minh vậy ta, sao nó duyên vậy ta, sao nó post được những cái câu như vậy mà mình thì chẳng bao giờ, status của mình lúc nào cũng nhạt nhẽo. Hay là nếu như bạn gặp một đứa bạn cấp 3 vừa mới có một cái đám cưới và post ảnh hạnh phúc với chồng của mình thì bạn dễ có cảm giác rằng là ồ, nó có người yêu rồi, chồng nó yêu nó như vậy, bao giờ thì mình mới có người yêu, bao giờ thì mới đến ngày hạnh phúc của mình đây nhở. Bạn thấy không, thay vì bạn nên cảm thấy hạnh phúc cho người ta hay là học hỏi những cái điều thú vị hay ho từ bạn của mình thì bạn lại có những cảm giác đố kỵ, so sánh, thấy mình nhỏ bé quá, thấy mình mặc cảm quá. Hãy ngưng kết nối với mạng xã hội ngay lập tức, bởi Facebook, Instagram hay là bất kỳ những trang mạng xã hội nào mà bạn hay theo dõi á, đó chính là những tấm mồ chôn hoàn hảo của sự tự tin chính vào cái thời điểm mà bạn cần sự tự tin nhất. Việc thứ hai mà các bạn nên làm đó là dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và tạm giữ khoảng cách với những người khiến cho bạn có những suy nghĩ tiêu cực hay là sự mặc cảm về bản thân mình. Thông thường thì Trang rất là thích được ở gần những người giỏi hoặc là siêu giỏi hơn mình để học hỏi được nhiều điều hay và thú vị từ họ. Tuy nhiên, cảm giác tích cực đó sẽ dễ dàng bị thay thế bởi sự tiêu cực nếu như Trang bắt đầu cảm thấy mình mệt mỏi và đem mình so sánh với những thành công của họ. Đó là lúc mà Trang cho rằng mình cần phải giữ khoảng cách với những người như vậy. Mặc dù tất nhiên họ chẳng làm gì mình cả, nhưng tự mình đang có cảm giác so sánh như vậy thì mình hãy tạm giữ khoảng cách với họ một chút xíu. Thay vào đó, hãy ở nhà nhiều hơn, dành cho mình nhiều thời gian hơn. Ví dụ như là nấu một bữa ăn healthy, rất là ngon miệng cho mình và cho gia đình của mình này. Đốt một chút tinh dầu thơm, gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, sau đó là lên giường ngủ thư giãn, đắp mặt nạ. Như vậy thì bạn sẽ cân bằng lại cuộc sống của mình nhiều hơn. Trang cho rằng sự tự ti, sự mặc cảm một phần cũng chính là dấu hiệu của việc quá tải và bị stress. Cho nên nếu như các bạn có thể tập trung vào bản thân mình và tạm rời xa xã hội xung quanh thì các bạn có thể cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn trong tinh thần của mình. Nếu như đắp mặt nạ, đốt tinh dầu thơm xong mà vẫn chưa thấy đủ thư giãn thì đó sẽ là lúc mà các bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ đầu tiên mà Trang thường hay tìm đến chính là những cuốn sách. Trước kia thì Trang không phải là một người hay đọc sách đâu, nhưng mà kể từ khi Trang bắt đầu đọc sách, bắt đầu từ những cuốn rất đơn giản thôi, không cần phải là những cuốn dày cộp hay là cao siêu gì đâu, thì Trang bắt đầu cảm nhận được rằng những cuốn sách thật sự rất thú vị và nó giúp ích cho mình rất nhiều. Trong những tình huống mà cảm thấy mình bị mất phương hướng thì Trang hay tìm đến những cuốn sách với chủ đề self-help hoặc là personal development, những cuốn sách tự có thể giúp mình lấy lại được cân bằng. Trang có thể gợi ý một vài quyển như thế nhé. Quyển đầu tiên mà Trang đọc là Nhà Già Kim, tiếp theo là Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu hay là cuốn The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Đây đều là những cuốn sách rất là mỏng, rất dễ đọc và truyền cho bạn cảm hứng để có thể đi tìm được cái niềm yêu thích đích thực của bản thân mình, sự đam mê trong cuộc sống của mình là gì. Các bạn có thể thử. Bên cạnh đó, nếu như các bạn là một người introvert, hướng nội hơn một chút và thích những vấn đề về tâm linh thì Trang cũng gợi ý những cuốn sách về tâm linh của Osho. Tác giả Osho thì rất là hay bởi vì ông không phải là cái người viết ra cuốn sách mà là một người có những cái triết lý sống rất là thú vị, và những người sau khi tham gia những bài giảng của Osho thì viết lại những cuốn sách đó để nhiều người khác có thể tham khảo, và Trang cũng đã tìm ra nhiều câu trả lời thông qua những cuốn sách như vậy của Osho. Các bạn có thể thử nhé. Người bạn thứ hai mà Trang thường tìm đến khi có tâm sự là chính mình. Trang thường có một cách đối thoại với chính mình rất hay, đấy là viết.
không phải là viết trên máy tính một phần thôi, nhưng mà Trang rất là thích cầm sổ, cầm bút và viết xuống những cái điều mà mình đang suy nghĩ. Cách làm của Trang như sau, các bạn có thể tham khảo. Trang sẽ chia quyển sổ của mình ra làm 3 cột. Cột đầu tiên, Trang sẽ ghi những vấn đề mà Trang đang gặp phải. Cột thứ hai, Trang ghi theo Trang nguyên nhân của những vấn đề đó là ở đâu. Và cột thứ ba, Trang sẽ đưa ra phương án giải quyết cho từng vấn đề và giải quyết từng nguyên nhân cụ thể tới tận gốc rễ của nó luôn. Và thông thường sau khi mà viết ra tất cả những vấn đề như thế thì mình không cảm thấy mất phương hướng hay là đầu óc của mình bị lạc hướng quá nữa đâu. Mà dường như là sau khi viết xuống, mình được hệ thống hóa lại tư duy, cảm xúc của mình. Cho nên sau khi viết xong thì mình cũng đã tự giải quyết được vấn đề của mình rồi. Đây là cách rất hay, Trang đã áp dụng nó rất nhiều lần rồi. Và gần như lần nào áp dụng xong thì Trang cũng đều cảm thấy có hiệu quả cả. Các bạn thử cách này nhé. Nếu như đã thư giãn, đắp mặt, đọc sách hay là tự nói chuyện với chính mình mà vẫn chưa thành công thì đó là lúc mà các bạn cần tìm tới một người có tư duy logic tốt để giúp bạn tìm ra hướng giải quyết. Trang khuyên là các bạn đừng nên gặp những người bạn thân mà mình hay đi nhậu cùng chúng nó, hay đi trà chanh chém gió cùng chúng nó, bởi vì chúng nó có thể là những người lắng nghe rất giỏi, chút bầu tâm sự với mình rất là giỏi, nhưng mà chưa chắc đã là những người đưa ra được những lời khuyên mà các bạn cần đâu. Tại sao ạ? Bởi vì những người mà có tư duy giống nhau, cảm xúc giống nhau thì thường có xu hướng là chơi cùng với nhau, đúng không? Thế cho nên khi mà các bạn cảm thấy rối hoặc là tư duy cảm xúc của mình không được mạch lạc khi mà đi chơi cùng với chúng nó, nói chuyện với chúng nó thì chúng nó sẽ an ủi mình, vỗ về cho mình. Mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng mà chưa chắc đã tìm ra được câu trả lời cho những cảm xúc của mình đâu. Thế cho nên người mà các bạn nên tìm đến á, Trang khuyên là một người mà các bạn tin rằng có tư duy rất logic, mạch lạc hơn mình và có thể đưa ra được những lời khuyên cho mình tốt nhất. Người đó không nhất thiết phải là một người thân với bạn, có thể là một người mà bạn ngưỡng mộ vì họ đã từng trải qua nhiều câu chuyện trong cuộc sống và bây giờ họ đã có được những thành công nhất định. Cái cách thức mà Trang thường hay làm đó là Trang sẽ tiếp cận với những người như vậy, có thể không phải thân với Trang, nhưng mà bằng một cách rất chân thành và lịch sự, gửi cho họ một tin nhắn nhờ sự giúp đỡ của họ. Trang nghĩ rằng những người như vậy họ cũng sẽ là những người rất quan tâm tới bạn bè, rất quan tâm tới cộng đồng. Và khi mà bạn có sự chân thành, cần đến sự giúp đỡ của họ thì họ cũng sẽ trả lời bạn một cách rất chân thành và nhiệt tình đấy. Ai cũng đã từng trải qua cảm giác thấy mình nhỏ bé, kém cỏi, tự ti. Trang cũng vậy. Có lúc thì nó rất dễ vượt qua, nhưng mà có lúc thì không. Trang cũng cần tìm đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tuy nhiên, sau nhiều lần thì Trang cảm nhận được rằng nguyên nhân chính của vấn đề này nằm ở chỗ là mình chưa thực sự biết ơn và trân trọng những gì mà mình đang có. Thử lấy ví dụ nhé, nếu như các bạn trân trọng công việc mà mình đang có chẳng hạn, thì các bạn chắc chắn sẽ tập trung tư duy, tình cảm, trí óc của mình để làm tốt công việc đó hơn, tìm tòi cái cách để giúp cho cộng đồng của mình được trở nên tốt đẹp hơn, thay vì việc mình cứ ngồi ở trong cái góc nhỏ nhỏ của mình và mình tự so sánh mình với người khác. Mình bảo là tại sao đồng nghiệp của mình lại giỏi như thế còn mình thì không, tại sao mình không cùng với đồng nghiệp của mình tạo nên những điều tốt hơn, những giá trị lớn hơn cho công ty, đúng không ạ? Tiếp theo này, ví dụ như các bạn thực sự yêu thương và trân trọng một người, biết ơn họ thì các bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi mà có họ ở bên cạnh và cảm ơn họ vì những điều mà họ đã làm cho mình, thay vì mình cứ suy nghĩ lăn tăn về việc liệu em có xứng đáng với anh hay không nhỉ? Em so với bạn gái cũ của anh như thế nào? Liệu anh có khi nào bỏ em để đi với cô khác hay không? Mà các bạn quên mất rằng cái giây phút hiện tại này này mới là giây phút quan trọng nhất và mình cần phải biết ơn nó. Và nếu như thực sự trân trọng và biết ơn cuộc sống này thì các bạn cũng sẽ tận hưởng từng giây phút của nó, thay vì lãng phí thời gian nhốt mình trong những suy nghĩ về giá trị của bản thân. Tất cả những suy nghĩ đó chỉ hoàn toàn là do bạn tưởng tượng mà thôi. Và hơn nữa, ngay từ đầu bạn đã nghĩ không đúng rồi. Người duy nhất mà bạn nên so sánh đó chính là chính mình của hôm qua, chứ không phải là bất kỳ một ai khác. Chỉ cần ngày hôm nay bạn tốt hơn so với chính mình của ngày hôm qua thì cuộc sống của bạn đã tươi đẹp hơn rất nhiều rồi. Là con người thì ai cũng muốn hướng đến sự hoàn hảo phải không ạ? Tuy nhiên, đừng để cho người khác đưa cho bạn thước đo của sự hoàn hảo, mà chính bạn hãy là người đặt ra những tiêu chuẩn cho bản thân mình. Thay vì việc nhốt mình trong những suy nghĩ như tại sao những thứ này lại xảy đến với mình, hay là tại sao lại là mình nhỉ, thì bạn hãy thay đổi tư duy, thay đổi ngôn ngữ và đặt lại một câu hỏi khác: tại sao không phải là mình nhỉ? Và sẵn sàng cho tất cả những thử thách ở phía trước. Còn các bạn,
cách mà các bạn thường hay làm để có thể thực sự tận hưởng cuộc sống và xua đi sự tự ti, mặc cảm của bản thân là gì. Hãy chia sẻ cho Trang biết nhé. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Trang I Am My Trang để có thể lắng nghe những câu chuyện nho nhỏ và những cách mà Trang cảm thấy yêu đời hơn, tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Trang. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé.